Song Joong Ki tiết lộ thời gian tái hôn, bố mẹ ruột tỏ rõ thái độ, bạn gái đi mua sắm đồ cho em bé. Hiện tại, thông tin Song Joong Ki chuẩn bị tái hôn với bạn gái ngoại quốc đang nhận được sự săn đón nồng nhiệt từ giới truyền thông và đông đảo khán giả. Trước đó, nam diễn viên đã chủ động thông báo tin vui tới công chúng. Anh cho biết, hôm nay chúng tôi đã đăng ký kết hôn như một cặp vợ chồng, dựa trên tình yêu và sự tin tưởng sâu sắc nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường của mình, nhìn cùng về một hướng. Cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã gửi sự ủng hộ không thay đổi từ tận đáy lòng của tôi. Chỉ sau một thời gian ngắn, phía công ty quản lý của nam chính Hậu Duệ Mặt Trời ngay lập tức có động thái đầu tiên về thông tin trên. Phát ngôn của đại diện từ phía công ty càng khiến công chúng chắc chắn hơn bao giờ hết về thông tin Song Joong Ki chuẩn bị tái hôn. Cụ thể, Hyeyeom Studio đã xác nhận bức thư của nam diễn viên thông báo chuẩn bị kết hôn và sắp có con đầu lòng là sự thật. Ngoài ra, đại diện phía công ty quản lý của nam diễn viên cho biết cặp đôi dự định sẽ tổ chức hôn lễ ngay sau đó, dù cho đến thời điểm hiện tại mọi thứ vẫn chưa được chuẩn bị hoàn chỉnh. Ở một diễn biến mới nhất, Dispatch cũng đã công bố những hình ảnh độc quyền về vợ mới của Song Joong Ki sau khi nam tài tử thông báo kết hôn lần hai. Theo đó, vợ mới của nam diễn viên phim Hậu Duệ Mặt Trời đã bị bắt gặp xuất hiện tại một cửa hàng để mua sắm đồ cho em bé ở công viên Đuôi Xanh, không đi cùng chồng Katie Louis Sanders xuất hiện cùng mẹ ruột. Những hình ảnh được Dispatch công bố ngay sau đó đã nhận được sự quan tâm của netizen. Số đông dân mạng đều đặt nghi vấn cặp đôi đang chuẩn bị chào đón tin vui sau khoảng thời gian bên nhau. Cũng trong ngày, Sports Seoul đã liên hệ với cha mẹ của Song Joong Ki để hỏi thêm chi tiết về cuộc hôn nhân của con trai. Song cha mẹ nam tài tử đã cúp điện thoại ngay khi biết đối phương là bên báo chí. Cha Song Joong Ki chỉ chia sẻ vỏn vẹn, chúng tôi không có gì để nói. Phản ứng này của bậc phụ huynh được cho là khác hẳn với thời điểm khi Song Joong Ki tuyên bố kết hôn với Song Hye Kyo. 6 năm trước khi được hỏi về tin kết hôn của con trai, mẹ Song Joong Ki cho biết tôi rất hạnh phúc, đây là một tin tốt. Trong khi đó, cha Song Joong Ki nhiều lần lên tiếng ủng hộ con cũng như hết lời khen ngợi Song Hye Kyo. Truyền thông cho biết thêm hiện tại cha mẹ Song Joong Ki cũng đã chuyển đến ở cùng con để tiện chăm sóc cho con dâu mới. Căn biệt thự sang trọng của nam tài tử nằm ở khu Incheon có giá trị 16,3 triệu đô la Mỹ, khoảng 382 tỷ đồng. Để tránh bất đồng ngôn ngữ giữa cha mẹ chồng nàng dâu, tài tử Hậu Duệ Mặt Trời đã thuê riêng một phiên dịch viên để giúp đỡ hai bên khi anh vắng nhà. Katie Louis Sanders sinh năm 1984, hơn Song Joong Ki 1 tuổi. Cô có cha là người Anh và mẹ là người Colombia. Cuộc sống của cô là những chuỗi ngày di chuyển giữa London và Italy do tính chất nghề nghiệp của cha cô. Diễn viên sống rất kín tiếng, không có một thông tin nào về cha mẹ cô hay bạn trai cũ trên mạng xã hội. Một số nguồn tin tiết lộ Katie từng đính hôn với cháu trai của nhà sáng lập hãng lốp xe Pirelli ở Milan, Italy năm 2013. Nhiều thông tin khác lại cho biết thực chất diễn viên sinh hai con một trai một gái với hai người đàn ông khác nhau. Katie xuất hiện lần đầu trong bộ phim Escandalous Story, sau đó đóng nhiều phim như The Lizzie McGuire, Hovolia Dite On Air, Storia Dien Sesaflo. Tác phẩm Welcome Home 2018 được cho là phim cuối cô tham gia. Có thông tin cô đã nghỉ diễn và đang làm gia sư tiếng Italy, tiếng Anh. Song Joong Ki sinh năm 1985, là Mỹ Nam có lượng fan đông đảo hàng đầu châu Á. Anh ghi dấu với chuyện tình Seokeun Won, Sói, Nigai, Đảo Địa Ngục, Escandal Chronicle, Vincenzo. Gần đây anh góp mặt trong phim truyền hình Con Trai Nhà Tài Phiệt. Anh kết hôn với diễn viên Song Hye Kyo năm 2017, ly hôn 2 năm sau đó.